cần phải gửi thông điệp mạnh mẽ đến Việt Nam rằng họ phải rút các giàn khoan khỏi bãi tư chính, nếu không Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ nã thẳng tên lửa vào đó, buộc họ phải xuống thang chữa cháy. Các bạn thân mến, mấy ngày nay dư luận Việt Nam đang hết sức sục sôi và căm phẫn trước hành động đòi hỏi chủ quyền phi lý đến từ phía Trung Quốc với vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta. Và có một điều đáng mừng là so với vụ giàn khoan HD981 vào năm 2014, những con dân của đất Việt đã biết kiềm chế hơn rất nhiều và tin tưởng vào phương thức giải quyết khủng hoảng của chính quyền. Ở ngoài biển, các đội tàu chấp pháp của Việt Nam đang bác loa, chửi nhau ầm ĩ với tàu Trung Quốc ồn ào cả một khu vực. Còn các ngư dân thì cũng trở nên dày dạn kinh nghiệm trong việc đối phó Trung Quốc. Họ cũng bình tĩnh đánh bắt với các máy quay, với các máy quay phim chụp hình có kết nối Internet vệ tinh được chính quyền cung cấp, sẵn sàng ghi lại các cảnh quay thô bạo của hải cảnh Trung Quốc. Vậy nên, chúng chỉ biết gọi loa xua đuổi, nhưng các ngư dân của ta vẫn kiên quyết bám biển, khiến cho quân thù trở nên bất lực. Rõ ràng là quân và dân ta đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hơn chục năm về trước. Vậy nên, mặc dù đã dở đủ mọi chiến thuật, nào là vùng xám, chiến thuật cù nhầy, chiến thuật bắp cải, vây lấn tấn công, thế nhưng trước sự kiên quyết của lực lượng chấp pháp Việt Nam, các chiến thuật này đều đã bị bẻ gãy, không lấn được thêm tấc nào, thì còn biết ăn nói ra sao với hơn 1 tỷ dân trong quốc nội thì đã rất mạnh mồm, nên bây giờ Trung Quốc chỉ còn biết đổ lỗi cho thế lực Mỹ Đế đã can thiệp quá sâu vào chủ quyền đường chín đoạn, khiến cho giờ đây Trung Quốc chỉ còn biết dựng bia căm thù để người dân có nơi xả căm phẫn. Cụ thể thì mạng truyền thông Trung Quốc đang bật hết công suất trên hội quán Weibo với luận điệu Mỹ đã viện trợ những vũ khí phi sát thương cho Việt Nam để chống trả lại các lực lượng chấp pháp của Trung Quốc. Vũ khí này có tên là LRAD, là cụm từ viết tắt của thiết bị tạo âm tầm xa. Nó có thể phát ra các luồng âm thanh với mức độ tập trung và định hướng cao. Những người ở trong khu vực ảnh hưởng của LRAD sẽ liên tục bị dội bom bởi âm thanh cường độ lớn, cao hơn ngưỡng đau của thính giác con người. Nếu chịu tác động này liên tục trong một thời gian thì đối tượng có thể sẽ bị mất thính lực vĩnh viễn. Khi hoạt động, thiết bị này phát âm thanh có cường độ cao lên đến 155 decibel, đủ để khiến bất kỳ người bình thường nào cũng phải đau đầu, buốt óc. Các kỹ sư của Mỹ đã ví LRAD như một chiếc còng tay vô hình. Nó buộc đối phương phải lập tức buông vũ khí để đưa hai tay lên, bịt chặt tai trước luồng sóng âm khủng khiếp đó. Với thiết kế này, hệ thống LRAD có thể phát ra một luồng sóng âm vượt quá ngưỡng đau của tai con người trong phạm vi 500 mét. Hiệu quả của nó đã được chứng minh vào ngày 7 tháng 11 năm 2005, khi nó được thử nghiệm lần đầu tiên để ngăn chặn một vụ tấn công của cướp biển vào tàu chở khách hạng sang có tên là Seabow ở vùng biển cách bờ biển Somali 160 cây số. Khi bọn cướp biển trang bị súng phóng lựu đi xuồng tìm cách áp sát để tấn công con tàu, thì hệ thống LRAD đã được kích hoạt khiến cho chúng phải quay đầu bỏ chạy. Được biết, hiện nay trên một số tàu cảnh sát biển Việt Nam đã được trang bị mẫu LRAD-1000XY có khối lượng khoảng 40 cân, có thể phát ra các chùm âm thanh định hướng ở khoảng cách lên đến 3 cây số tùy theo môi trường. LRAD-1000XY có thể phát ra mức âm hưởng tối đa là 150 decibel. Đây là mức âm hưởng vượt qua khỏi giới hạn gây đau đớn của con người, là 130 decibel đủ để gây thủng màng nhĩ. Mục đích của việc sử dụng những thứ vũ khí phi sát thương này của lực lượng chấp pháp Việt Nam là không để leo thang căng thẳng thành các cuộc xung đột vũ trang. Thế nhưng Trung Quốc có bao giờ tự hỏi vì sao Việt Nam phải sử dụng đến loại vũ khí này không? Chắc chắn là không, vì Trung Quốc luôn lưu loa rằng mình là nạn nhân. Thế nhưng liệu họ có nhìn lại vụ dùng tia laser để chiếu vào thủy thủ của Philippines hay không? Không biết tình trạng của các thủy thủ đó bây giờ thế nào, nhưng việc họ bị suy giảm thị lực về sau này là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chiến thuật ăn vạ của Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại như chiến thuật trước đó, bởi vì Trung Quốc không phải là nạn nhân. Bắc Kinh đã dùng các kinh nghiệm tâm lý học của Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của phát xít Đức, để áp dụng vào Biển Đông, rằng một lời dối trá nếu lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật. Các nhà tâm lý học gọi đây là ảo tưởng về sự thật. Lời nói dối ấy đã ăn sâu vào tâm trí của lãnh đạo Bắc Kinh và gây cho họ ảo giác rằng trái đất này là của họ, trời của ta, đất của ta, và các vùng biển xung quanh cũng vậy. Nhận định một phần nguyên nhân thất bại của Trung Quốc là vì ảo tưởng. Tình hình ở bãi tư chính nếu nhìn nhận một cách công tâm thì rõ ràng là đang có những bất lợi cho phía Trung Quốc, khi hầu như các chiến thuật của họ đưa ra đều đã bị phía Việt Nam hóa giải. Thế dưới sự giúp đỡ của Mỹ thì chúng ta đang có nhiều những đồ chơi tinh vi hơn như loại vũ khí âm thanh phi sát thương mà họ đã viện trợ cho chúng ta, cùng với các thiết bị UAV giám sát biển,
sẽ làm tăng tính hiệu quả hơn nữa. Tuy vậy, cũng cần phải giữ một cái đầu bình tĩnh và không được chủ quan trong lần đối đầu này với phía Trung Quốc.